Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ bảy 18 tháng 2. Xin chúc cho anh em và gia đình có một ngày cuối tuần vui vẻ. Thì hôm nay em mới về được lô hàng. Em cũng xin lên giới thiệu để giao lưu với anh em luôn. Cách thức cũ của bên em nhớ là chuyển khoản đủ free ship, code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code khách chịu. Anh em ở Sài Gòn cũng có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin tới giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên là em lên cho anh em một con này em chờ đợi để nó về đây. Con này chỉ là đợi số bình thường thôi, nhưng mà em sẽ chỉ ra những cái hay ho của nó. Con này là con sản xuất năm 22 RAT, chưa qua hoàn thiện hết, nó chưa qua xử lý bề mặt. Em nhìn những cái điểm lề của nó nè ha, và cái mặt viền đồng và mặt hai mặt của nó ha. Thì tại sao em nói con này nó hay là tại vì đây là cái phôi đã hoàn thành hình thành được cơ khoảng 90% rồi, để nó chuẩn bị cho sản xuất ra ví dụ như là RAT thì nó sẽ xử lý cái bề mặt nó lại, và nó còn phải mạ lề lại nữa. Cái lề này nó còn lề là chưa có xi mạ luôn ha. Và cái phôi này là để nó cho ra những sản phẩm như là chrome phay xước, chrome HB, satin, xước bụi, hoặc là sơn tĩnh điện, hoặc là nó cho ra dòng brass, hoặc là nó có thể là mạ vàng lên, mạ vàng bụi. Đây thì đó, đây là cái phôi này của coi như nó đã hoàn thành được 90% rồi, thì nó sẽ còn những cái bước sau nữa, xử lý sau nữa là xử lý bề mặt của nó, rồi lề phải mạ được lại nữa. Con này sản xuất 22 ruột trùng 5, tình trạng new, anh em nhìn nè ha. Nhìn chi tiết gãy nè ha, dấu lề nó cũng như là để em giới thiệu con review, để review cái con này kỹ hơn. Và hãng thì chắc chắn nó sẽ không có tung ra cái sản phẩm như vậy, chưa hoàn thiện như vậy ra thị trường, bởi vì cái này nó là cái phôi thôi. Nhưng mà không biết điều gì nó là đây được tuồn ra thị trường cái phần này, và chắc chắn trên những cái model của hãng nó sẽ không bao giờ có cái mẫu mà như vậy, em chắc chắn luôn. Và nó sẽ có giá trị theo thời gian, giống như thằng đồng 01 và đồng 2000, nó chưa qua xi mạ xử lý nữa. Để em dẫn chứng cho anh em. Và hiện tại những cái thằng này á thì nó có giá trị sưu tầm, cũng là nhiều người đang chơi lắm, và nó có giá trị cũng không rẻ. Một con đồng 01 chưa xử lý bề mặt á, người ta thường gọi là thô á, thì nó nếu mà new nó có tầm cỡ chừng 1,5 triệu ngoài xíu. Và cái con 2000 á thì nó sẽ tầm cỡ chừng 2 triệu tới 2,5 triệu là hàng new. Nè anh em nhìn nè, dấu bấm lề của nó nè, thấy không đó, nó cũng chưa có xử lý, kiểu chưa xử lý như vậy đó. Thì theo thời gian thì em sẽ nghĩ cái thằng này giống là cái thằng kiểu như là 2001 và 2000. Và về cái giá trị và thời gian nha, và cái giá trị mà để mình chơi nó cũng rất là hay. Thì sau này nó lên cái màu nó lên lạ lắm, giống như cái con này nè, lên màu tự nhiên của nó nè.
thì cái điểm hay của nó là như vậy, và chắc chắn ngoài thị trường nó sẽ không có phải là gọi là nhiều đâu, nó không có nhiều, bởi vì hãng nó không có model để mà cái kiểu như vậy để mà tung ra thị trường được. Nó phải qua xử lý, ví dụ như là nãy em nói là nó làm, nó sẽ xử lý cái phần cuối cùng là ví dụ như là mạ satin, mạ chrome bóng, chrome xước, nó vậy. Và cái con này nó có giá trị theo thời gian chắc chắn. Con này nó cũng rẻ thôi, nhưng mà đặc biệt là cái dòng này nó âm nó hay. Em đã canh chỉnh âm cho anh em rồi, sướng không? Dạ, trên thị trường chắc chắn nó sẽ không có nhiều đâu nha anh em. Rất là hay luôn. Về thời gian thì nó sẽ không có giá, nó cũng sẽ có giá trị như thằng 01 và thằng 2000 như vậy. Rồi, giờ cái giới thiệu về con này, review con này hơi lâu. Thì giờ em ghim giá cho nó. Con này canh chỉnh xong rồi. Nó cũng là một cái Brazil luôn. Nó cũng chưa xử lý gì bề mặt gì đâu. Con này thì em đã canh chỉnh âm cho anh em rồi. Những cái con này chỉ về châm xăng vô là xài thôi. Brad chưa xử lý bề mặt. 550k. Dạ, con đồng người ta gọi là đồng thô á, 01 với 2000. Rồi em lên con thứ hai, một con sức bụi sản xuất 2014, chủ đề này xin của hãng làm á, xin bụi vàng. Con này cũng trong tình trạng là new luôn. Cái con này em đã canh chỉnh âm cho anh em hết rồi, sướng cho anh em. Con này thì ruột trùng năm. Ruột vàng trùng năm ha. Rồi, để em ghim giá con này luôn. Anh em chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Chốt nhanh tay nha anh em. Rồi, em đem một con Vintage Rat sản xuất 2022. Tình trạng new luôn ha, những cái này là dấu vân tay á. Những con này nó giống như là Chrome HB á, cầm vô mau. Những con này em canh chỉnh âm hết cho anh em rồi. Nó cho ra âm rất là nghe nó hay. Ruột vàng trùng năm luôn ha anh em. Anh em nào thích dòng Vintage 37 á, thì chơi con này. Đủ phê chưa anh em? Mỗi con nó đều có âm khác nhau ha, chứ không có âm con nào mà kiểu như mà giống. Không con nào mà chuông như là chuông cà rem đâu nha anh em. Vintage 600 luôn.
Rồi em ra một con si bụi vàng luôn. Cắt chủ đề như là tattoo á. Những con này xài thì nó nhìn nó sang. Nó sang hơn brass như vậy đó, nó mạ cái bụi vàng xước 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 á, nhìn nó hay. Tình trạng new luôn nha. Con này ruột vàng trùng năm luôn ha anh em. Đủ phê chưa anh em? Cái này mà nằm trong phòng mà quay trong phòng nữa là sướng luôn, âm nó vang nó không có loãng. Rồi em ngồi ngoài. Con này là con Hamor, vỏ dày hơn loại lề regular 1.35 lần, cầm nó nặng nó đầm tay. Con này là coi như là HB, độ bóng cao. HB là hai bullet đó. Amo thì nó âm nó chắc. Nó không có được vang như thằng kia tại vì cái vỏ nó dày. Nhưng mà nó sẽ có ra chất âm nó chắc. Nó không có thanh bằng, vỏ nó dày. Amo này ruột trùng 5 tháng luôn nè. Amo ruột trùng 5 tháng luôn. Một con satin khắc chủ đề này zin hãng ha, sản xuất 2014. Tình trạng con này nó là có thể là gọi là light new, nó không có tí vết ha. Cái lớp mà satin nó cũng ấy và cái tim nó hơi đen. Em nghĩ nó là không biết nó có qua xăng chưa, nhưng mà cho nó là qua lần xăng đi ha, nó vẫn còn đẹp xước xét. Mấy con này em đã canh chỉnh năm cho anh em hết rồi.
50k, tặng kèm một cái hộp thiết cho anh em bảo quản ha, tặng cái hộp lên kèm. Thì con này nó không có bút. Rồi em lên một con bản kỷ niệm 25 thờ. Cái này là cắt zin hãng trong set catalog của hãng luôn nha anh em. Và cái con này nó mạ kiểu như là xước bụi, nhưng mà nó làm một cái đường xước nó giống như là một cái gọi sao ta, một cái vòng xoáy thì nó lạ ha. Đây là khắc zin hãng ha, này khắc CNC zin hãng sản xuất 2015, tình trạng nó cũng new luôn nha anh em, tình trạng nó new bút. Mẫu này là 25 thờ nè, kỷ niệm 25 năm thành lập hãng. Tất cả đều zin hãng nha anh em, khắc zin hãng ha. Và cái họa tiết trên cái zippo này nó cũng, mấy con này âm hay không hết nha anh em, mỗi con nó âm hay khác nhau ha, không con nào giống con nào. Đeo phun đúc ha. Rồi em lên một con chrome nữa, nó khắc kiểu đối xứng, trên nắp nó khắc dọc quanh đây, dưới thân thì dọc ngược lại, nó đối xứng với nhau. Bản này là bản 50 thờ 3282 ha, tình trạng nó cũng new luôn. Tục 5 tháng luôn nha anh em, âm hay ruột tùng 5 tháng. chủ đề và trên những cái quả tiết cũng đẹp. Quả tiết nào thì chọn cái đó về chơi, còn muốn thích mô lấy nguyên lốc hết nguyên cái lô này á, thích bút riêng cho em. Đây là bản 80 thờ, tình trạng new luôn, sản xuất 24, cuối 24. Nó làm cái quả tiết nó sọc xéo nhau, nhìn nó cũng khá là hay ho. Sướng nè, nó sướng quá. Con này thường ruột chục năm thôi, không được chục năm tháng.
550. Rồi em lên một con 60 thờ. Con này là chrome phai xước. Cái đó chắc quả tiết cũng đẹp. Tặng 60 thờ. Phai xước 27 ha. Chủ đề là riêng hãng khác nha anh em. Chủ đề là trong set catalog của hãng luôn á. Đời số nha, nó có chất của đời số ha anh em. Rồi anh em bưng mẫu nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo nha, Zalo giúp em. Để em soạn ba hàng cỏ. Hay em lên Zalo với anh em. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Nếu anh em chưa xem kênh mà chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký. Em xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Xin chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở những video sau.